em cho anh. Anh tên là Tâm Minh với nickname là đẹp trai dễ thương. Anh yêu em, yêu em, em yêu anh, yêu anh. Trời ơi, tưởng ai? Cô giáo của Bảo. Ủa dạ, vậy hả? Chào cô. Tại vì mình có bà con ở ngoài Đà Nẵng luôn á. Sống một thời gian ngoài Đà Nẵng luôn là ở đường Nguyễn Chí Thanh á. À, ở Nguyễn Chí Thanh thì lại gần gần nhà Thảo đấy. Vậy thì mình nên gì đó để mà coi phụ hai bé. À, nên vậy, mình nghĩ là nên vậy. Tại vì một người mẹ mà đơn thân thì rất là vất vả. Thì mình nghĩ là mình nên giúp một phần nào đó, một tay, hoặc giúp hết cũng được nữa. Tùy. Nói đi cũng phải nói lại là nếu mà người cũ không đi xong người mới tới. Nhiều khi duyên mà, duyên phận mình đâu biết được đâu. Có khi là ngày hôm nay là người mới tới luôn nè. Là tới công chuyện luôn á. Tới công chuyện luôn. Thảo ơi, Thảo ngồi nãy giờ khát nước cho Thảo. Ngồi nghe, anh có khát nước không? Chị có khát nước không? Ý. Trời ơi. Mấy anh hỏi làm gì đó. Người ta làm luôn nè. Hỏi cái gì mà hỏi, giờ người ta thực hiện luôn nè. Ủa cái gì mình vậy ta? Ít có nói nhiều, chỉ có nấu sữa gạo lứt. Mời hãy uống cái đỡ khát nước ha. Trời ơi, nghe ơi, ơi tâm lý chưa. Sữa gạo lứt hả anh? Anh có bỏ cái thành phần khác trong này không? Có đấy. Trái tim anh. Trái tim anh. Nói chung là giờ đứng trước năm anh ở đây thì Thảo bị ngại, bị thẹn thùng, bị run, bị rối loạn nhịp tim. Anh muốn về Đà Nẵng với em hả anh Trương? Chốt không? Chốt đơn rồi. Chốt không? Chốt không? Gì? Không, ấy. Anh chốt rồi đó, anh chốt rồi đó. Khoan, không? Anh Trương, mà mình đến đây mình hẹn hò chứ không phải là mình đi chợ anh. Mình chốt đơn hơi không, nhanh. Không, chốt đơn. Chốt con nít đáng được thương yêu. Thật sự như vậy. Cho dù con của ai, mình sẽ rất là thương yêu. Hứa. Anh làm một nùi vậy các em đâu không, thấy được cái gì. Bây giờ mình giảng đại đây xong mình ráp lại. 5 4 Từ từ 3 2 Từ từ 1 Dính hết anh ơi, dính hết. Hết giờ rồi. Hết giờ. Hết giờ. Không có thua thắng gì chưa. Thấy chưa, anh làm lớn chuyện rồi đó.